trên địa bàn. Đây cũng là công việc mà ông đã gắn bó trong suốt hơn 20 năm qua. Với cái trách nhiệm của một cán bộ, một sĩ quan công an đã nghỉ hưu, thì trong cái quá trình hoạt động trong ngành thì cũng đã được đảng, được ngành giáo dục và đào tạo, thì dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu, thì cái công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng luôn luôn phải đặt vấn đề rất quan trọng. Do đó dù là đã bản thân thì đã được nghỉ hưu, nhưng mà khi được về địa phương và được chính quyền địa phương vận động thì chúng đã sẵn sàng tham gia ngay. Ban bảo vệ dân phố do ông làm trưởng ban có 8 thành viên. Tuy hầu hết anh em cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đối với nhiệm vụ, các anh đều rất tận tâm, nhiệt tình. Hàng ngày ngoài việc phân công người trực tại chốt để tiếp nhận tin báo của nhân dân về các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, thì bất kể điều kiện thời tiết thế